Chở thằng thám tử lên danh cô nào. Cái mặt mày xanh lè vậy. Ôi thằng hút quá anh em. Rất là nhỏ mạnh lắm. Ngửa luôn. Đúng đó. Đồng hồ game ơi. Yêu mày sau lưng mày mà. Trời ơi mày làm gì đốt lửa cháy từ lưa hết vậy. Tao đang làm thí nghiệm khoa học. Ủa trời ơi. Cái mặt mày xanh lè vậy. À tao đang nghiên cứu cái thuốc gọi là biến rồi thằng hút quá anh em. Chứ bà mới chế được phân nửa bởi vậy xanh nửa cái mặt rồi. Mày giỏi nghiên cứu hóa học lắm phải không? Đúng rồi. Mày biết chế tạo thuốc gây mê không? Trời đơn giản có gì đâu. À, mày pha chế đồ huyền bí như vậy. Vậy là hôm nay mình quay Harry Potter đúng không? Nói nhỏ với anh em, thật chất là hôm nay mình cũng không biết quay cái gì hết. Nhưng mà nó đã gợi ý thì mình sẽ quay Harry Potter đây. Vậy làm cho tao cái thuốc gây mê á. Tao thích con nhỏ kia mà tao. Mày tà đạo lắm. Nhưng mà mày nhờ đúng người rồi đó. Em cũng thích anh nhỏ anh lắm. Làm cho em thuốc gây mê với. Cũng rất là nhỏ mạnh lắm. Ôi có một bạn muốn vô thí nghiệm luôn rồi. Nhờ quay cái video này mới phát hiện ra những sự thật phũ phàng tới mức bực ngửa luôn. Đúng đó. Là gì? Là này nó ứa với mày. Ê, không phải sự thật đâu nha anh em, đừng có tin nha anh em. Nãy giờ mình giỡn thôi, chứ thật sự là mình thích em của Ngọc Anh á. Cái gì mày nói cái gì? Mày tránh xa em tao ra nha. Mày đụng tới em gái tao là mày tới công chuyện rồi, tới nóc cho tao luôn rồi. Ủa mà khoai. Gì? Tao nhớ như mày con một mà. Mày đụng tới em gái tao là mày tới công chuyện rồi. Mày nói tao mới nhớ, tự nhiên tao quên mất. Xin lỗi nha anh em. Xin lỗi. Wow, giờ mình mới biết là gần nhà mình nó có một chỗ đổ xe anh em, đổ xe đạp. Cái đó mày xe đạp mày thấy cái cục máy không? Cái bồ không? À, đổ xe đạp điện anh em. Điện cái đầu mà. Điện nào mà có cái cục bô xăng vậy? Không biết gì về điện hết. Hỏi dán canh của mình nè anh em. Con, ngon quá. Thằng của tao à. Hai anh lớn rồi còn dành ăn với nhau nữa. Rồi để em chia cho. Đó, hai anh ăn đi. Còn cái này của em. Trời ơi, sao tổ mày bự vậy? Nè, hai anh cũng có hai chén nè. Trời ơi. Thôi mày ăn đại đi hết bây giờ á. Liếm vậy rồi ai ăn nữa? Cái bộ cái thế giới phù thủy này không hợp rồi anh em. Đúng rồi. Hay là mình chuyển qua hiện đại hơn chút đi, đừng có phép nữa. Mình chỉ muốn làm ra cái gì dễ dàng gây mê mà không gây ra sự chú ý với mục đích tốt thôi anh em. Cái phim này quen Doraemon đúng không? Dễ vậy mày cũng biết của Na ông ơi. Mấy phim hoạt hình lộn tí là bị căng. Hả? Hôm nay tôi với là ông và bạn sẽ trở thành thám tử lừng danh của Nam. Để trở thành một thám tử lừng danh, chúng ta không thể thiếu những cái công cụ giúp cho chúng ta phá án anh em. Đúng. Và cái nó muốn là anh làm nó mà. Ê kính lúp đúng không? Nhưng mà ý mình muốn nói là làm cái nón đó anh em. Tự nhiên nó kêu kính lúp. Thì kính lúp cũng được vậy. Vậy thôi làm cả hai luôn anh em. Yes. Ủa vậy còn mấy cái này không làm nữa hả? Không vậy mà. Ý tôi là dẹp mấy hộp màu thôi, nó đá ghế luôn anh em. Này cục quá. Tại mày đổi nội dung liên tục á, tao không biết làm cái gì luôn á. Thôi giờ chốt kèo nè. Tạo ra những cái dụng cụ của Conan nha anh em, giúp nó phá án. Mày phá hoại chứ phá án gì? Đó, tao mới nói luôn á. Wow, nó đeo mắt kiếng vô nhìn chi thức hẳn anh em. Đó rồi, giờ nó biến thành Conan à. Nhưng mà vẫn thấy sai sai sao anh em, Conan gì đầu chọc. Bởi vậy bây giờ tao mới làm cái nón nè. Tất cả nằm trong kế hoạch dự tính của tao hết rồi. Trời ghê vậy. Chào mừng anh em đến với series Cô Văn Nan Việt Hóa của mình. Cái gì Cô Nan mà Cô Văn Nan gì không? Đây là bản Việt Hóa mày, không biết gì hết. À, ý nó là Việt Hóa anh em, Cô Nan là tiếng Nhật. Còn Cô Văn Nan là Việt Hóa là tiếng... Cái gì cha nội? Mày gõ lại coi. Này đâu phải nón Cô Nan đâu, nó bảo hiểm mà. Mày không biết gì hết, cái nón này là để bảo vệ còn tốt hơn cái nón Cô Nan nữa. Lỡ bị người ta quýnh lén là không có bị chấn thương sọ não. Thông minh lắm. Cái nón này có thể bảo vệ 36 cái đốt xương đầu nữa trên của mình. Ôi trời ơi. Anh em yên tâm là không thể bị chấn thương sọ não. Ủa tao đấm nghe bụng mà sao mày bụm dưới. Lộn. Nãy giờ hai ổng giỡn thôi anh em. Đúng rồi, chứ thật chất nó đỏ nó bảo hiểm nó đi mua đồ á anh em.
Ủa mày đội nón rồi đội thêm nón bảo hiểm chi vậy? Tao phải đội cái nón đó, tao đi mua hai cái nón này để làm cái nón Conan nè. Tao hiểu rồi. Đây chính xác là cái nón mình muốn làm nha anh em. Wow, đó trông cũng ra dáng rồi anh em. Nhưng mà nhìn vẫn cô hồn. Mày nói ai cô hồn hả? Mày nói ai cô hồn hả? Ý tao nói là tân cô hồn. What the hell? Anh nói gì kỳ quá à. Em nhìn vậy sao cô hồn được? Trừ cái tật nói người khác cô hồn nha anh trai. Tao thì mị gần chết. Wow. Em chỉ cô đơn thôi chứ em đâu có cô hồn đâu. Ê mày đang làm cái gì vậy Két? Tao đang làm cái nón slip hôm. Thấy nó quyền bí hơn không? Mã thuật đó bà. Ma thuật đó, lát mình búng tay cái là ra cái nón nha anh em. Nhìn cũng rất gì này nọ đó. Nhưng mà mình đấu cần cái này đâu. Chắc lẹt vậy. May quá đây là bộ tóc của người tiền sử cho anh em. Anh em mình mới khai quật được mấy hôm bữa. Bởi vậy đầu nó còn nguyên kìa. Đây chỉ là tóc giả thôi. Thấy tôi thông minh không? Thông minh lắm. Thấy tôi thông minh không? Chết mày rồi mày. Bị nó đốt lại rồi. Tôi mới là người thông minh nhất nè anh em. Không có gì để cháy hết. Hai thằng nó hay là hai thằng yếu kém rồi. Tự nhiên có tóc chi ra để cháy vậy. Ê cái gì nóng nóng vậy? Thằng cốt đột này nè. Tao cháy mày cũng phải cháy chứ. Em cũng cháy nè. Anh muốn cô đơn giống em hả? Tao cũng không muốn cô đơn đâu. Quỷ sứ gì đâu à. Biết tao sợ mày lắm luôn á. Có một bộ tóc giả mà quay 7749 clip luôn á anh em. Thấy Ngọc Hoa cũng tính ghê không? Không sao, cất đi, để sao bữa sau tao quay tao đốt tiếp. Đốt đầu này rồi, bữa sau mày đốt cái đầu nào nữa. Còn đầu nào thì đốt đầu đó. Đầu nào trên dưới tao đốt hết á. Những cái màn này anh em không nên thử ở nhà nha. Ôi trời ơi. Giới thiệu với anh em, đây là kính lúp thấm tự, làm 100% bằng cạch tông tự nhiên. Cho anh em coi công dụng khác của nó này nha anh em. Thôi đừng diễn nữa. Đưa tao coi kính lúp của mày coi. Giống cái chảo ghê anh em. Ủa tao ngưng rồi mà. Hôm nãy giờ mình diễn á anh em, chứ cái này không quýnh không có đau đâu. Mình chế chưa xong anh em, cái này mới ra cái dáng thôi. Mày đang nấu gì vậy? Bánh mì bơ. Đó, thấy nó làm công phu ghê anh em. Wow, mình ở vô đây. Đó. Xong rồi mình đem mình đi cất, chứ để mấy thằng đây nó về rồi mình nướng mình ăn sau. Này để mấy vịt nhà nó ăn chứ người làm gì ăn được anh em. Lý kiểu. Ủa trời ơi. Ủa mà hai thằng bay hồi nãy nói cái gì động vật á? À, tao ăn ngon quá, tao quên rồi, tao đâu biết tao nói gì đâu. Còn bánh mì nướng ngon ghê anh em. Ngon. Này để mấy vịt nhà nó ăn chứ người làm gì ăn được anh em. Phép thực quyền and chặt tiết. Hello anh em, hôm nay là ngày thứ hai rồi. Hôm qua là không kịp giờ anh em, hôm nay mình làm tiếp thôi. Mới sáng sớm tao chưa ngủ dậy mày qua mày gõ cửa rồi. Sáng sớm gì ông nội, giờ 10 giờ kém rồi. Bình thường tao ngủ tới 2 giờ chiều lận. Hôm nay cái thằng cô hồn. À lộn, cái thằng cô đơn hôm qua nó không có qua được anh em. Hôm nay nó bận công việc rồi, nó không có qua được. Kính lúp này rồi mũi thôi anh em. Tao có kính lúp ông nội cho mày nè. Đó. Ôi trời ơi, chóng mặt quá. Còn nó chê lớn luôn anh em. Nó sẽ chế tạo cho tôi kính lúp siêu to khổng lồ. Em nhìn cái mặt thằng Két cũng về nha. Ồ. Nó chê rồi, chê tới bến luôn anh em. Mua cái laptop 20 triệu để thằng cái Két đập ra lấy cái màn hình làm cái kính lúp anh em. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày xạo mày. Nhìn nó ảo diệu ghê anh em. Sau một hồi thì tụi mình cũng cắt được hai cái vòng tròn rồi anh em. Đưa cái mặt nó vô để nhìn nó giống con Doraemon ghê anh em. Áo dịu thiệt. Sao chớp mắt liên tục vậy? Soi đó ảo dịu lắm anh em. Chào mừng anh em đến với thế giới ma thuật. Không có đo lộn mà anh em, đo sở thú. Thế giới ma thuật ở đây nè. Tao đeo hết tới mắt tao luôn. Không thấy gì luôn. Tao quên nữa. Tao anh, hả? Cái nơ của tao đâu? Nè. Ủa mà sao cái nơ to quá vậy? Mày tưởng cái nón của mày nhỏ hả? Trong khi nó chế tạo cho mình cái đồng hồ á, mình sẽ làm cái nòng nhắm nha anh em. One hour later. Ngắm, cái này phải có người giữ mới ngắm được nha anh em.
anh em phải sử dụng 3 tháng rồi nó mới đứng được. Sau 2 ngày vất vả thì hai tụi mình đã hoàn thành tất cả mọi sản phẩm rồi anh em. Bây giờ bắt đầu cosplay cho anh em coi. Vô diễn đi bạn. Bây giờ tụi mình phải kiếm một nhân vật phản diện làm mục tiêu nha anh em. Đúng rồi, mặt này thì nó tàn động quá nè. Bởi vậy mình phải tìm một nhân vật phản diện hơn. Đó, thằng đó phản diện nhất đó. Từ ngày cho nó làm vật hy sinh nha anh em. Ok, bắt đầu đi phá án thôi anh em. Mày á, tao dắt mày ra ngã tư ngồi đờn hát rồi được á. Cái nón đâu rồi? Đó, mình phải nổi cái nón Sherlock Holmes vô. Nón chấn thương sọ não. Phát hiện mục tiêu anh em. Tao ngầu vậy nè, mày làm gì tao, mày làm đi. Nó khiêu khích mày kìa. Sử dụng chiến thuật cũ, đồng hồ game ơi. Mục tiêu ngay sau lưng mày mà. Ủa sao tao không thấy gì vậy? Mày bỏ cái mặt kiếm mày ra đi. Giống như một thế giới khác vậy anh em, sáng quá. Rồi nhắm đi. Ê mày tránh ra tao vớt mày luôn bây giờ. Quên. Anh em thấy ngầu chưa? Rồi thằng Sĩ, mày lắp đạn chưa? Chưa, đây, để tao đạn. Đạn vô. Đạn này mua mắc lắm anh em, 30.000 năm mấy tá rồi. What the hell? Đạn này mắc lắm anh em, 3.000 một thúng luôn á. Tao giúp mày vậy được rồi. Nó bắn cùi bắp của anh em, bắn cả ngàn phát mà chúng có 3 phát à. Cũng đúng ha. Bắn cả ngàn cái dính được có 3 cái rồi anh em. Vậy mà đời gây mê rồi. Tao giúp mày tới đây coi như clip tới đây là kết thúc nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi tới đây, anh em nhớ bấm like. Ôi trời ơi. Coi như clip tới đây là hết nha anh em. Tại vì đạn này có tác dụng gây mê. Nó mê thiệt rồi. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi tới đây. Anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách bấm like và share. Đừng quên bật cái chuông thông báo để nhận những video mới nhất của tụi mình nha anh em. Anh em muốn tụi mình làm gì nhớ comment bên dưới nha. Chào tạm biệt anh em. Gỡ kính ra đầu mắt quá.